Để bắt đầu buổi lễ, ông Bùi Văn Thưởng sẽ thông qua quyết định bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và bổ nhiệm trưởng ban truyền thông Kim Thiện Nguyện. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa cha, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý mạnh bệnh nhân thân mến, thì cái quyết định bổ nhiệm của phó giám đốc và trưởng ban truyền thông Kim Thiện Nguyện thì trước đây đã có quyết định rồi, thì theo nguyên tắc cha đã bổ nhiệm các thành viên của phòng khám, thì con hôm nay thay mặt cho các thầy sẽ thực hiện lại nghi thức giống như cha còn sống đã làm đối với các thành viên của phòng khám. Và đồng thời cho phép con xin thông qua cái quyết định bổ nhiệm của phó giám đốc Tổng đoàn Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh Phúc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Con, quyết định số 03 Trà Vinh ngày 12 tháng 2 năm 2024, quyết định về việc bổ nhiệm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Long, căn cứ vào giấy phép hoạt động của phòng khám phần khám chuyên khoa số 1102 ngày 12 tháng 2 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Long, căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Long, căn cứ vào biên bản làm việc ngày 11 tháng 2 năm 2024 tại văn phòng làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Long, quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tấn Thanh giữ chức vụ phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Long. Ông Nguyễn Tấn Thanh thay mặt giám đốc xử lý các công việc chuyên môn về phòng chuẩn trị học cổ truyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không, khi giám đốc nhắc mặt theo sự phân công của các trường hợp quyền thẩm quyền báo cáo giám đốc để sự để xin ý kiến sự xử lý công việc. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 12 tháng 2 năm 2024 đến ngày 11 tháng 2 2029. Nhiệm vụ của Nguyễn Tấn Thanh thực hiện theo điều 1 thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và ông Nguyễn Tấn Thanh có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc đã ký. Vừa qua thì cũng tham gia cái chức vụ phó giám đốc của thầy Nguyễn Tấn Thanh. Sau đây thì anh xin qua cái quyết định bổ nhiệm cho các ban truyền thông Kim Thiện Nguyện. Ông bà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Trà Vinh ngày 19 tháng 12 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không, quyết định số 01 quyết định về việc bổ nhiệm trưởng ban truyền thông Kim Thiện Nguyện phòng chuẩn trị học cổ truyền Yêu Thương Cho Không thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không, căn cứ vào giấy phép hoạt động số 1102 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không, căn cứ vào biên bản làm việc ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại văn phòng làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không, quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Sư Dụng, trưởng ban truyền thông Kim Thiện Nguyện, phòng chuẩn trị học cổ truyền thuộc doanh nghiệp dịch thuộc công ty trách nhiệm hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Ông Phạm Sư Dụng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn truyền thông Kim Thiện Nguyện cho phòng chuẩn trị học cổ truyền hỗ trợ cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phòng chuẩn trị học cổ truyền Yêu Thương Cho Không. Thời hạn bổ nhiệm có thời hạn là 5 năm kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2023 đến ngày 18 tháng 12 năm 2028. Điều 2, nhiệm vụ của ông Nguyễn Tấn Thanh Sư Dũng thực hiện theo điều 1 thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và ông Phạm Sư Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày giám đốc đã ký. Thì vừa qua đây xin thông qua hai quyết định bổ nhiệm của thầy Nguyễn Tấn Thanh và ông Phạm Sư Dũng.
em cũng thay mặt thành viên của phòng đô thị Hồng Phước Tiền để trao hai quyết định này cho thầy Nguyễn Tấn Thanh và Nguyễn Sư Dân Phạm Sư Dân. Vài gan trước. Rồi, cố gắng với em ha. Dạ, cảm ơn. Kính thưa cha, thì trước đây cha đã thực hiện bổ nhiệm các thành viên của ông khám thực hiện theo những gì cha đã làm. Con xin phép, con sẽ hướng dẫn đưa thầy Nguyễn Thất Thanh và anh Phạm Vũ về nơi làm việc của mình để sau này để hỗ trợ được cho phòng khám được tốt hơn. Con xin phép con được dẫn hai thầy vào phòng làm việc ạ. Rồi, cố gắng nha, trách nhiệm nặng nề. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em xin phép thực hiện cái nghi thức lúc cha đã làm ha. Rồi, cố gắng đi, hỗ trợ cùng các em để thực hiện cho hỗ trợ cho bệnh nhân ha. Okay. À. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý bệnh nhân và quý người nuôi thân mến, thì ngày hôm nay thầy Thanh xin rất là vui mừng khi được nhận giấy bổ nhiệm làm phó giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Thì trước tiên con xin cảm tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Con cảm ơn cha vì những năm tháng con được, con cùng các thầy được ở bên cạnh cha, được cha dạy dỗ, cha đào tạo cho tụi con mới có được ngày hôm nay gánh vác trách nhiệm trọng trách để giúp cho những bệnh nhân ung thư cần đến sự hỗ trợ của phương pháp chấm nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Cha đã trao truyền cho chúng con cái lý tưởng ăn cây cỏ mang hạt giống. Đó là lời dạy của Đức Chúa Trời dạy cho mình, cũng như là đời sống buông bỏ, yêu thương và cho không. Và trước khi cha ra đi, cha đã nhắn nhủ đối với con cũng như các thầy thuốc ở đây cố gắng tiếp tục gìn giữ đường lối và lý tưởng mà cha đã tâm huyết. Cho nên con trước mặt cha, con xin hứa sẽ cùng các thầy sẽ tiếp tục giữ vững đường lối, lý tưởng mà cha đã giúp, đã dạy dỗ và đào tạo cho tụi con, để cha luôn mỉm cười và tụi con không bao giờ phụ công cha. Con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa ban lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không cùng các thành viên, kính thưa tất cả các mạnh thường quân, các ân nhân, quý bệnh nhân và người nuôi, con xin cảm ơn đã luôn luôn tín nhiệm và tin tưởng con, cũng như là đồng hành, ủng hộ con trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là bổ nhiệm con vào vị trí phó giám đốc của công ty. Thì con cũng xin hứa sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt cái công việc của mình trên con đường giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư có mặt ở đây cũng như sau này. Con xin hết, con xin chân thành cảm ơn.
xin mời trưởng ban truyền thông kim thiện nguyện anh Phạm Xuân Dũng có đôi lời phát biểu ạ. Xin mời anh. Cháu Xuân Dũng đứng ở phía dưới cùng với bệnh nhân hướng lên phía trên để trò chuyện cũng như trải lòng với mình của mình với cha. Kính thưa cha, kính thưa quý ban giám đốc, ban lãnh đạo của doanh nghiệp cha thường yêu thương cho không, kính thưa các thầy của phòng chính trị y học cổ truyền yêu thương cho không thuộc doanh nghiệp cha thường yêu thương cho không có trụ sở tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Vâng, chắc mọi người cũng đã biết và thông tin truyền thông từ các kênh như kênh Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, kênh phòng khám Cha Tường và cũng như trên kênh tin nóng từ dân của Xuân Dũng thì được biết rằng là phòng khám của Cha Tường hiện tại bây giờ đã được phục dựng trở lại bởi các học trò xuất sắc của cha. Còn với sự chung tay, chung lòng của các mạnh thường quân, của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì phòng khám đã được phục dựng trở lại với mục đích được làm thiện nguyện, được làm bác ái để cứu sống cũng như giúp đỡ các bệnh nhân đang bị ung thư. Phần lớn là những người bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, họ đã vô phương cứu chữa ở khắp nơi và họ tìm đến đây. Và các thầy đã luôn luôn đi theo con đường của cha, đó là yêu thương cho không, luôn luôn dang rộng vòng tay đón nhận các bệnh nhân đến đây để được điều trị miễn phí. Và đặc biệt, không những miễn phí mà phải là với cái mong muốn rằng họ được khỏi bệnh. Xuân Dũng cảm thấy rất là vui mừng và vinh dự khi ngày hôm nay được nhận trên tay cái giấy bổ nhiệm với công việc thiện nguyện và truyền thông tại nơi đây. Đây cũng là một mong muốn của Xuân Dũng cũng như là mong muốn của cha lúc cha còn sống. Và thưa cha cũng như thưa quý thầy và quý bệnh nhân và quý mạnh thường quân, Xuân Dũng luôn trân trọng những gì mà cha đã giao phó cũng như hôm nay các thầy đã giao cái nhiệm vụ này cho Xuân Dũng. Và Xuân Dũng luôn luôn dành hết, Xuân Dũng hứa dành hết cái thời gian còn lại từ đây về sau của mình cứ còn sống là vẫn còn luôn luôn làm công việc bác ái giúp đỡ cùng với phòng khám. Nên nhớ là luôn cùng với phòng khám, đến khi nào mà phòng khám cảm thấy rằng không còn sử dụng được Xuân Dũng nữa hoặc là không còn muốn công tác với Xuân Dũng nữa thì thôi. Còn Xuân Dũng cũng mong muốn như vậy, dù ít dù nhiều. Và Xuân Dũng mong muốn sao phòng khám ngày càng được về cái cơ sở hạ tầng vật chất thì ngày càng phát triển khang trang hơn. Về đội ngũ y bác sĩ, các thầy thì tay nghề cũng như kiến thức được nâng cao hơn. Và đặc biệt hơn nữa là trong quá trình điều trị bệnh thì nhiều bệnh nhân được chữa khỏi, được lành tính cũng như họ được đánh tan các cái khối u và giảm được bớt những đau đớn cho họ. Đó là cái mong muốn lớn nhất cũng là nỗi trăn trở lớn nhất của Xuân Dũng khi bước vào công việc nghề y. Và để mà mong muốn được cái điều đó thì Xuân Dũng nghĩ rằng tất cả mọi chúng ta, kể cả y bác sĩ, nhân viên của doanh nghiệp cũng như các bệnh nhân, chúng ta hãy nỗ lực chung tay đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau mới có thể tạo ra một cái sức mạnh để cùng nhau truyền lửa, truyền năng lượng cho nhau để chung cho, để giúp cho các bệnh nhân sớm được đẩy lùi bệnh tật và sớm được trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng, trở lại công việc xã hội như trước đây. Và trong cái buổi lễ hôm nay với Xuân Dũng thì Xuân Dũng nghĩ rằng công việc của mình nó không lớn lao bằng cái công việc mà thầy Thanh vừa đảm nhiệm với chức danh là phó giám đốc. Cũng mong thầy Thanh sẽ nỗ lực hết mình và thầy Thanh sẽ dành nhiều tâm huyết hơn nữa
để giúp cho phòng khám ngày càng phát triển, và cũng mong sự hỗ trợ của các nhân viên cũng như các y bác sĩ giúp đỡ tạo điều kiện cho thầy Thanh để thầy Thanh hoàn thành tốt cái công việc của mình mà cha cũng như các thầy đang tin tưởng và giao phó. Chúc cho các ban lãnh đạo của doanh nghiệp tư nhân cha Tường cũng như phòng chính trị học cổ truyền yêu thương mọi người có nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Chúc cho quý bệnh nhân chúng ta ngày càng được đẩy lùi bệnh tật. Và đặc biệt xin cảm ơn đến các mạnh thường quân nhà hảo tâm luôn luôn chung tay chung sức cùng với các thầy, cùng với phòng khám và các bệnh nhân. Đặc biệt ở đây cảm ơn đến anh Tô Phú Quế rất là nhiều. Vâng, xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.